Hello anh em. Ba con gì nè? Chơi đâu? Tôi không chơi đâu. Chào chào anh, chào chào anh. Ba con gì nè? Đu. Cung hay thú nhỉ? Cung hay thú đây anh em. Cho mình một lựa chọn nào. Em đánh gì? Hai con rồng, hai con man lốc. Ủa, bạn đã giấu con teo ở đâu nhỉ? Bạn đang giấu một con teo đó. À, nó đang ở trong hiện cái bảng kia nên là không roll được. Chứ không phải ai giấu đâu nhỉ. Sau này em thấy 12 trên 13 này. Greasy à? Cung hay thú đây anh em ơi, có teo hay cung hay thú. Này lại 12 trên 13 liền. Ba con bông man. I will be watching you. I will see my destiny to the end. Các đấm đồng phát ngon nhỉ? Đấm kịp rồi. Ulti. Bắn thượng, bắn thượng, bắn thượng. Có cần giữ Noma lên nhỉ? Em không thể bỏ Noma luôn được. Cung với thú à? Cung với thú, cung với thú. Widoo đu. Noma đi tích tiền anh em này. Có nhiều người đánh thú lắm, bạn này đánh con Ban Doom thì cũng không đáng sợ lắm. Bạn này thì đánh hai con Ma Lốc này. Đó, những hai bạn đấy là mình hơi quan tâm một chút thôi. Lại thì có vẻ không đáng lo ngại lắm. Rồng Queen kia thổi đẹp ấy nhỉ. Không sao, rồng thổi đẹp được. Mình giết nốt con Grub này là thôi. Nốt con Grub thôi. Ui, bắn trúng nó rồi. Cái thế nhầm điện thua. Đánh chơi chơi tí để thua. Quân nổ phở lo ai trời ơi em teo họ cũng khỏe mà đầu game mình thấy có butterfly teo khỏe Azenka cũng hơi khỏe mà. Thêm đá xì nhá. The door to another dimension opens now. Đồ này thực ra đánh cung được anh em ơi. Cái quyển trượng Rayhan này đánh cung cũng thích. Cung mấy thú nhỉ? Chờ đồ tiếp nhé, chắc phải chờ đồ trên đồ ra đồ gì. Xong rồi quyết. I will be watching you. Shall I compare thee to a summer's day? Suy nghĩ. Hai gia tư hai để làm gì ta? Ah.
16 con Yon này. Chắc lấy cho vui đi. Khả năng đánh cung anh em ơi. Ra đồ này sẽ đánh cung. Cung ok đấy. Không ra đồ mana. Kể ra bảo nếu mà ra một tí đồ mana thì mình sẽ cân nhắc đánh thú đấy, nhưng mà ra đồ mana thì hơi suy nghĩ. Xong theo bắn trượt rồi. À không, chưa trượt. Máy hết chưa trượt. Ê, nhưng mà nếu mà không ra Yon nó cũng không đánh được cung đâu nhá. Không đến 4 con, ok bình tĩnh. Chiêu chiêu. Pháp sư. Góc chéo này một góc đẹp đấy. Góc này cũng tạm đẹp này. Rat nó sẽ đi bộ thẳng lên không mày. Piu, không trúng đâu Rat rồi. Ba nghìn chín cơ, 30% sát thương chiêu. Ở đúng rồi, 3.900 thật. Ủa, đáng tỏ phết. Cái này tăng 25% sát thương chiêu. 25%. Thầm thầm đấy. Voi. 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 Không ra Yon hả? Thế bên kia bán Yon bớt chưa? 14 con Yon này. Bác này đi nhé. Len à? Không cần lắm, trận này không cần lắm. Bạn này chắc không đánh Yon đâu, bạn sẽ bán Yon này đi chăng? Trừ khi bạn này ra thêm mấy con Yon nữa khi bạn này đánh. Bạn này thì... chả biết nữa, bạn này trông chứ, bạn này chắc chắn đánh Yon cả. Lấy đồ cho vui thôi, bạn này sách thánh chắc không đánh Yon này. Cũng có thể. Có thể. Ta ra cũng mạnh. Các bạn đánh Yon thú à? Thế mình đánh cung à? Mình chỉ không ra Yon thôi chứ. Có Yon thì mình chơi liền mà. Sợ quá gì. Bây giờ lại ra sách thánh các thứ thì mình sang thú luôn đấy chứ.
sách thánh rồi đồ mana rồi các thứ. Gì đấy? Ui rồi ôi, ôi rồi ôi. Vẫn đánh Yon được. Theo mình đánh giá là vẫn đánh Yon được. Đúng không nhỉ? Đúng không nhỉ? Đúng không nhỉ? It's Van Helsing time. Shall I compare thee to a spider? Yon này trông hơi lỏ nha. Nhưng sao trận này teo gánh tạm. Trận này chưa kịp ném đồ ấy Yon. Yon này Yon 1 à? Một chút cũng hơi lỏ lỏ nhỉ. Chứ cũng teo trông điên hơn. Ui ôi ôi. Ai dài 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 dài. Oh my god. Yay yay yay. What the hell man? Dude, what the fuck? What the fuck now dude? Được anh em ơi, chơi tạm này đi. Floor này chắc không cần nữa ta. Greasy chắc cũng không cần nữa ta. Theo gánh tạm đấy nhá. Theo gánh tạm xong mình Yon lên Yon 2 mình sẽ cân nhắc mình cho con Yon vào gánh. Trận này theo gánh điên. Ê nhưng mà trận này đánh thú cũng ngon nhá. Mình thú đúng điên luôn ý. Nhưng mà mình lỡ đánh cung mất rồi. Đánh thú trận này là khủng bố tinh thần địch phết đấy. Theo tiếc các thứ. Sao quỷ. Thêm mới cho thêm một thánh đồ thợ săn quỷ đi thôi. Về đi. Phát 9. Chuỗi thằng 5 rồi. Hai thương bắt bên này cơ à. Chuẩn. Sao con Phoenix mình cho bị bắt lên rồi mới nó ulti mấy quả đẹp đẹp điên phết. Hai thương một thương bắt đáy bên này. Yon sấy hồi máu lại em. Không hồi kịp máu rồi. Teo sống lại này. Một tiêu. Ok, Phoenix gánh. Nên lấy chuỗi thắng, giữ chuỗi thắng chứ không phải lấy hay nhất này. Cần bán này cũng được. Ô oh, nhầm. Phoenix ulti phát đẹp nào em. Ok nha. Phoenix đan nhiều gần bằng ấy luôn kìa. Gần bằng Yon luôn kìa. Thực ra Yon này Yon 1 hơi quèn. Yon 2 rồi nè. Teo 2, ây da. Ê Teo 2 cầm sách thánh. Ê từ từ nhá. Bây giờ nhá. Mình thử cái này nhá. Xem con nào nhiều đam hơn em ơi. Teo 2 lúc này cầm sách thánh rồi. Và con Yon này sẽ chấp đồ đi. Chờ Yon cảm giác bằng bệnh đi. Đó, xem con nào nhiều đam hơn em ơi. Xem thử nhá. Xem nào nhiều đam hơn xong rồi mình sẽ lắp đồ cho con đấy. Ok không? Thích không?
Ừ, còn nhóm nhiều đám. Thôi nhưng mà quả này do teo ulti thôi. Teo ulti đẹp nó cũng hơi khó ấy. Nên thôi để con Yon đi. Tin tưởng Yon hơn nhỉ. Teo ulti đẹp khó. Red này nó này cho nó teo đi. Cho nó châu châu hơn tí, thêm tí giáp, thêm tí máu. Xem quỷ nữa. Thêm sạch thánh, đánh điên. H9 nha anh em ơi, chúng ta không còn chờ gì nữa đâu. Ôi trời ơi, nó còn thế này nữa. Nó còn phải thêm con Irie này tạm đấy nhờ, không biết thêm con gì. Greasy nè. Ôi trời ơi, không biết thêm con gì, thêm Greasy cho tôi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Cho con Teo tạm đi, không biết cho ai. Từ phòng, từ Wii, đu đu. Tín đấy anh em ơi, tươi, tươi tắn đấy. Rất là tươi như hoa tươi luôn á. Enzo, nếu con thánh đồ về cũng được nhỉ. Con Teo này cũng đi sớm cũng ngon nhỉ. Enzo. Cân nhắc, suy nghĩ. Ai à con thê này, mày gặp người. Con QC không cần thiết đâu anh em ơi. Con Teo mình cầm cả cái tròi ở đây mà. À, mình sẽ lấy thêm một con thánh đồ gì đấy, kích thêm thánh đồ cho con Yon. Khả năng là vậy. Tưới nhỉ, trận này tự nhiên đồ nó đẹp mà mấy tướng nó ngon. Nó đỡ thật. Gì đây, chứng nhận sát thủ à? Có một quy một sát thủ cũng được. Chứng nhận sát thủ thêm một cái gì không? Này đi. Nhưng từ từ xem sát thủ là gì đó. Hai sát thủ sẽ được tăng lên 15% tỷ lệ chí mạng và 50% sát thương chí mạng à? Ok, good to know rồi. Ây, bán xử Enzo đi, con Enzo sát thủ. Không có gì, không có gì. Không có gì anh em ơi, không có gì hết. Quỳnh chán à. Quỳnh chán à. Romansaki. Không có gì hết anh em ơi. Con quét này chắc là bán đi nhá, không dùng quét đâu. Choi này mình sẽ ném cho con Quy nè. Ngọc đại cho con Quy cũng được nhưng mà không cần thiết lắm. Đại cho con Crest tiếp đi. Crest chơi một chút nữa đi. Xong tính đã đồ mình sẽ ném Choi với sách thánh mình sang cho con Cát và cái này cho Quy. Quy đấm luôn. Tươi. Á à, tươi. Bom du wi du du. Na cót chui giữa à? Thương bắt đáy à? Thương bắt đáy à? À thương bắt bên kia. Quy bên nè. Ok 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 không có gì. Thương bắt đáy tiếp nhưng mà để xem bạn này có dịch xịt sang một ô nhá, dịch sang một ô mình sẽ hơi lo một chút nhưng mà nếu mà không thì không sao. Không lại để giữa, để đằng kia để kia đây. Để đây không sợ. Để bắt hai tay của mình thôi. Red nộ lên trên, ui độ ngang đẹp thế. Ui đấm phát nào. Hero ulti phát nào. Teo ulti phát nào. Một phát choáng đúng rồi. Hai phát choáng đúng rồi. Ba phát choáng. Xây nó, xây nó, xây nó. Đúng rồi, xây nó đi. Đừng nộ. Mày qua vẫn xảy được thấy chết. Thế con Quest là nộ đẹp nhở. Quest này mình ném sử sát thủ cho con Quest xong nó xuống bay xuống nó nộ phát ngang. Điên rồ phết ta. Thử không anh em? Mình muốn thử trong đấy. Tại mình chỉ chơi Quest này một chút nữa thôi. Mình tí nữa mình thay con Quest này bằng nó khác liền. Lên luôn à? Lên luôn con gì cho vào. Thử nữa nhá. Quét là nộ đáy nhá. Hai sát thủ. Cũng đẹp. Cũng đẹp. Cũng đẹp ta. Chả biết đẹp không nhỉ. Đáy. Mình cảm giác không cần thiết lắm.
nộ góc này cũng được rồi, để con giòn sấy là được rồi, không cần nộ đáy đâu, mình test cho vui thôi. 20 vàng thì vòng sau xong nữa nhé. Red này đánh con Richter này, con cát ok, hai con eo nữa, bảy con eo. Thế thì này lại cho con gì bắn được nhiều chí mạng. Phải đi, phải đi tiếp. Đến góc này thôi. Tại mình thấy con Crest kia để góc kia là đã vững tín rồi, nào không cần thiết. Trận này đúng anh em không kiếm cũng cửa bật à? Ba bạn đánh thú này, ám cái lên chín sớm này, nhưng sắp lên chín rồi. Thên quy bạn em gớm này, thế chắc gớm bằng mình thôi, nhưng mà Yon 13 con không thấy Yon nhỉ? Each step on underground method. Hay con teo này, không biết cho con gì vào đây. Cho con gì vào được nhỉ? Richter à? Irie à? Lily này. Tạo Lily vậy nhá, tại không biết cho con gì nhá. À đây, biết cho con gì thì Fred nộ con này vẫn đang đẹp. Con cát. Ô kìa. Ô teo bắn đáy đẹp thế. Á, được thế. Không để ý anh em ơi, đang đi tìm tướng các thứ. Teo ba không? Teo ba hơi khó. Kệ các bạn ấy. Để tiếp tục làm việc của mình thôi. Đây làm việc gì làm. Thên à? Thên thì thực ra này cho Quy này. Cho này. Không, đây cho Crest đã nhá. Chưa có Richter. Truy hồn một cái rồi là đủ rồi này. Cái này con quy đấm luôn này. Trong quy đấm luôn đi. Cái kia quy đấm được nhiều lần nhưng mà không cần đâu. Không cần thiết đâu. Chắc Crest. Crest cần đến 2 đây. Chơi Crest 2. Quy thì lên được nhá. Quy thì lên một con thì vui. Crest nộ luôn. Rất là khổ. Này thì tạm cho con Yon. Con cát đứng góc bên kia. Không gặp teo, không gặp gì cả, thương đáy. 9 mạng cho con na teo nhé. Yon 3 với cả Quy 3 nên xui mới lên được em. Victor Lily. Victor đây rồi. Chết rồi. Tính sai rồi, Ngọc Đại ném cho con quái rồi bây giờ. Tính sai rồi. Mình ném con Quy mà. Thừa mana quá là nhầm đấy, phải lấy cái ưu cho ngài thần. Quên đấy má quên ạ, đần thật đấy. Mới là được Quy 3 không nhỉ? Trận này mà không lên được con gì ba cũng hơi tiếc nhỉ. Hồi đấy lấy nhầm đồ ấy, quên mất mình nghĩ Ngọc Đại mình sẽ có con nào mình cầm rồi. Và quên mất con Crest đi, không có gì cầm. Con này không cần cái này, con này chỉ cần một cái
choi thôi là được. Thì choi em con kia ngọc đại con này, cái này sẽ thừa thừa 40 mana đấy. Thế thì chẳng cho vào đây 6 con cát này. Chắc thêm một con quy hoặc một con hoặc la nhờ. Ôi 18 máu thì hơi điên. 8 máu thì hơi khó em ơi. Năm cường. Có gì để thua được không? Do này không được. Muốn bạn ấy sống thêm một tí nữa em ơi. Ui còn con cát thì chết sớm thế. Ui xong rồi. Này sao đỡ đơn Q2 của mình kia. Đi mất rồi. Rồi. Yon. Đây có Yon 3 không? Một con quy. Không lên được con gì cả, buồn thật. Trời ơi. Ơi trời ơi, thắng nhiều làm gì đâu. Với bọn em phải bỏ một con cung xuống. Mình bỏ một con gì khác yếu yếu vào mình mới lên một con gì ba em ơi. Mạnh quá. Đây là quả đâu. Ra tướng trận này đẹp, đồ trận này cũng đẹp. Vậy thôi em ơi, video mình nên kết thúc rồi. Em thích clip này, like, subscribe và hẹn gặp lại em trong các clip lần sau nhé. Bye bye.